cứ như HPV là sẽ bị suốt đời. Xin chào, chúng mình là nhà có hai dược sĩ. Cơ thể có thể tự đào thải HPV lên đến 90% sau 2 năm nhiễm. Điều đó chứng tỏ nhiều khi không cần làm gì thì cơ thể của chúng ta có thể tự hết HPV. Và 10% còn lại, HPV có thể gây bệnh ở các mức độ khác nhau tùy vào chủng HPV bị nhiễm và thời gian nhiễm. Có hai lựa chọn cho các bạn sau khi nhận kết quả dương tính với virus HPV. Thứ nhất, tầm soát hoặc chỉ xét nghiệm HPV đều đặn hơn 6 tháng đến 1 năm một lần. Thay đổi chế độ sinh hoạt lành mạnh, nâng cao sức khỏe, tăng cường đề kháng bằng cách là uống các sản phẩm tăng đề kháng này, kẽm này, vitamin C hay là vitamin tổng hợp. Thứ hai, đó là dự phòng nếu chưa có tổn thương do HPV hoặc là phục hồi sang thương mức độ thấp do HPV bằng các sản phẩm hỗ trợ. Lựa chọn 2 không bắt buộc ai cũng phải dùng, tùy thể trạng và chủng HPV mà các bạn nhiễm và phải được sự tư vấn kỹ bởi bác sĩ hoặc là người có chuyên môn trước khi sử dụng. Nếu tổn thương ở mức độ cao cần phải can thiệp ngoại khoa, trong trường hợp xấu nhất phải phát hiện ra ung thư ở giai đoạn sớm thì các bạn vẫn có thể điều trị khỏi được. Vậy nên đừng bị nghe những lời đe dọa như là HPV sẽ bị cả đời, HPV vào máu gây nguy hiểm, HPV gây vô sinh hay là cứ nhiễm HPV là sẽ bị ung thư. Tâm lý cũng có quy định rất quan trọng trong quá trình đào thải virus HPV. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ HPV tự đào thải của những người có tâm lý tiêu cực sẽ thấp hơn với những người có tinh thần lạc quan, không lo lắng. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, vượt qua nỗi lo bị nhiễm HPV.